8. Tham cầu có thần lực. Lại nữa, thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa, tâm thích thần thông và các loại biến hóa, nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, tham cầu có thần lực. Giảng. Lại nữa, thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, trong cảnh giới di diệu, rỗng suốt, sau khi thọ ấm tiêu dung, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa, tâm thích thần thông, anh ta có một vọng tưởng khác, nhất định muốn có được thần thông và các khả năng biến hóa, để có thể thi thố 18 loại biến hóa trong không trung. Anh ta muốn trên thân bắn ra nước, dưới thân phóng ra lửa, dưới thân phóng ra nước, trên thân phóng ra lửa. Anh ta nóng lòng được như các vị A-la-hán, để có thể thi triển 18 món thần thông này lơ lửng trên không, nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, nghiên cứu nguồn gốc căn bản của các phép biến hóa, tham cầu có thần lực. Lúc ấy, thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tinh thần đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Giảng. Lúc ấy, thiên ma được cơ hội thuận tiện, phóng tinh thần đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Thiên ma đã từ lâu chờ cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần của nó gá vào người khác, rồi sai sử người ấy giảng kinh pháp. Người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo mình đã được vô thượng niết bàn. Nó đến nơi người tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp. Người đó hoặc nắm lửa trên tay, gom lửa lại, rồi trải ra trên đầu tứ chúng đang nghe pháp. Lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước mà họ không thấy nóng hoặc bị đốt cháy. Hoặc nó có thể đi trên nước như đi trên mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên không, hoặc có thể đi vào trong bình hay trong túi sách, hoặc vượt qua cửa sổ, đi qua tường vách mà không ngăn ngại. Duy chỉ đối với binh đao thì không được tự tại, nó tự tuyên bố đã thành Phật, nhưng mặc y phục cư sĩ để cho tỷ khưu lễ lại. Nó quỷ bán thiền định và giới luật, mạ lị đệ tử và rao bày lỗi người khác, không ngại cả cách chê bai và hiềm tị. Giảng. Người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo mình đã chứng được quả vị chi diệu vô thượng niết bàn. Nó đến nơi hành giả tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp. Người đó hoặc nắm được lửa trên tay, nắm lửa trong một bàn tay, gom lửa với tay kia lại, rồi rải lửa ra trên đầu của tứ chúng đang nghe pháp. Nó bỏ lửa trên đầu từng người một trong thính chúng đến nghe pháp. Lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước. Khi bỏ lửa trên đầu thì còn nhỏ, rồi lửa cao dần dần cho đến vài phích, mà họ không thấy nóng hoặc bị đốt cháy, dù họ không dùng bất kỳ vật gì cách đi với lửa. Hoặc nó, người bị ma gá, có thể đi trên nước như đi trên mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên không. Chẳng có gì giữ cho anh ta lơ lửng trong không, nhưng anh ta có thể ngồi yên trên đó, hoặc có thể đi vào trong bình hay trong túi sách, hoặc vượt qua cửa sổ, đi qua tường vách mà không ngại. Cửa sổ cửa lớn dù bị đóng, nhưng nó có thể đi qua một cách dễ dàng mà không cần mở, mà chẳng vướng chút chướng ngại nào. Duy chỉ đối với binh đao, vũ khí thì không được tự tại, nó sợ bị đâm bằng dao hoặc thương kiếm. Đó là vì nó vẫn còn thân vật chất đang ngăn ngại. Cho dù đã có năm thứ thần thông, nó vẫn sợ bị thương tích do các loại binh đao gây nên. Nó tự tuyên bố là đã thành Phật, nhưng mặc y phục của hàng cư sĩ, chứ không mặc y phục của hàng xuất gia.
để cho các tỷ khưu lễ lại, mặc y phục cư sĩ, nhưng lại nhận sự lễ lại của các vị tỷ khưu. Nó quỷ bán thiền định và giới luật, xem đây là loại vô ích và không hợp lý. Nó mạ lị đệ tử và rao bày lỗi của người khác. Nó phơi trần lỗi lầm riêng tư của người khác, không ngại cả cách chê bai và hiềm tị. Nó thường nói đến thần thông và tự tại, hoặc khiến cho người khác thấy được cõi Phật. Cõi ấy không thật, chỉ hiện ra do ma lực để quyển hoặc người ta. Nó thán phục tham dục, không từ bỏ những việc thô tục, làm những hạnh bất tịnh, cho đó là truyền pháp. Giảng. Nó thường nói đến các loại khác nhau của thần thông và tự tại, hoặc khiến cho người khác thấy được cõi Phật trong suốt khắp cả mười phương. Cõi ấy không thật, chỉ hiện ra do ma lực để quyển hoặc người ta. Thực ra chính nó không có được năng lực công phu gì cả. Điều mà nó tán thán nhất là tham dục. Nó nói, đó thật là điều kỳ diệu nhất, đó là nguồn cội của Bồ Đề và Niết Bàn. Nó không từ bỏ những việc thô tục. Nó nói, chẳng có gì sai trái với việc ấy cả, đừng bận tâm với việc giữ giới làm gì, làm những hạnh bất tịnh, cho đó là truyền pháp. Nó sử dụng tất cả những việc bất tịnh, cho đó như là phương tiện để truyền pháp. Đây gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh và những loài tinh mỹ của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức rất mạnh trong trời đất, hoặc là loại long mị, yêu quái rồng, hoặc là các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái, hoặc là những vị tiên quả báo đã hết, đáng ra phải chết nhưng thân thể không bị hủy hoại, nên loài yêu quái khác đến gá vào. Các loài này sống lâu thành quỷ, quấy nhiễu người tu hành, khi chán rồi không gá thân người nữa, cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. Giảng, đây gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh và những loài tinh mị của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức rất mạnh trong trời đất, hoặc là loại long mị, yêu quái rồng, hoặc là các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái, có khi cả ngàn, hai ngàn, ba ngàn, hoặc đến 5.000 năm tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái, hoặc là những vị tiên quả báo đã hết, đáng ra phải chết, nhưng thân thể của tiên sau khi chết không bị hủy hoại hay biến đổi, nên bị loài yêu quái khác đến gá vào. Các loài này sống lâu thành quỷ, quấy nhiễu định lực của người tu hành, cuối cùng khi giáng rồi, nó không gá thân người nữa. Hễ ma còn gá vào thân thì người bị gá có một định lực phi thường, nhưng một khi nó không gá vào nữa thì cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. Các ông nên biết rõ trước việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng, A Nan, các ông nên biết rõ trước việc này để khỏi rơi vào dòng luân hồi của ma dương, đừng để mình rơi vào sự cám dỗ của ma dương. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Ha ha ha,